thấy có con chim này nằm ngay cái đống này nè. Không biết nó nằm ở đâu đây nè. Ở đây thì có cái tổ đó. Chim mình là chim gì không biết nữa. Ngoài thì không có đường mà lơ lên rồi. Vậy là tội nghiệp cho con bé, cho con cái con chim này rồi. Tội nghiệp nó quá. Giờ không biết con này nó ăn cái gì đây, không biết nữa. Không biết ai biết thì chỉ cho mình nha, để mình cho nó ăn.